ta khi xịt nước mình đi nước xịt thôi, mà ta ấy ra máu, nhả ra máu rồi nọ, khạc ra máu rồi mình đi nước xịt rồi kiếm xe đưa người đi thôi. Xây qua xịt nhớ nó nghe mùi là xịt nhớ là con ảnh chạy, cũng sợ chứ trời, sao hồi tối thì cũng không dám ngủ luôn á, canh ngồi canh nó ngủ rồi nói với chồng em ngủ chứ không dám ngủ, nhưng mình sợ, mình qua cảm giác đó, mình sợ, sợ nó bị nữa. Người ta lại là bỏ chạy hết qua dưới kia luôn, nó hôi thở không nổi mà đâu có đây được đâu, chạy vô ra ngoài kia hết, rồi cứu quả chút nữa mà chạy vô cái cứu bên kia, xong mới lợt kiếm mấy phòng trọ rồi có người nào không đây để người ta xỉu không á, là vô có con chó đây là mới dẫn nó sốc, là lúc nó còn ở dưới kia kìa, nhớ dễ thương nó, trời cũng nuôi nhỏ luôn đó giờ mà không thương nó được. Ăn cơm rồi nó chia cho nó ăn không mày ạ. Ngày được chứ không, mỗi lần nó bơm nó nghe mùi hôi, mùi hôi hôi là hả, nước mắt phải chảy ra luôn á, là nói hoài con nít nhỏ nói hoài cái nước em tức á, lấy đá trộn ở bên đó luôn mà nó gào lại đó, như giờ là xong cho xe chạy vô bơm không cho là làm ở đây nữa.